chào quý vị. Nhật Tây đang có mặt tại nhà khách hàng ở quận 12 để set up lại dàn karaoke. Và khách có mua cho mình một bộ dàn, đó chính là loa NT1002 kết hợp cho mình với lại hai loa full bass 30 này. Hôm nay áo hồng gấm hoa, tình xưa người trả hết anh hận. Thì combo này thì Nhật Tây có rất là nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào túi tiền của quý vị. Chúng ta có thể là ráp những dòng sản phẩm như thế này, tương tự như thế này, với cái mức giá là đâu đó khoảng tầm 17-18 triệu. Hoặc là nếu như chúng ta có nhiều điều kiện hơn thì chúng ta có thể lắp lên với tầm khoảng 24-25 triệu, hoặc cao hơn nữa là tới 30 triệu luôn quý vị nhé. Thì tùy vào túi tiền của quý vị. Còn dòng sản phẩm này thì Nhật Tây sẽ tiến hành demo cho quý vị chúng ta về loa gì, tích hợp như thế nào, chất âm ra sao, hát karaoke có hay không. Khi quý vị chúng ta mua dòng sản phẩm này, chúng ta nếu mà không gian vừa phải á, chúng ta có thể là chọn cái loa này thôi. Còn ví dụ chúng ta muốn lớn hơn thì tải thêm hai loa 30 nữa ha. Rồi đây là một cấu hình loa gồm cho mình là hai bass 40 từ 190 cùng 75 này. Rồi ở đây là hai loa treble 450 này, và cố gắng cho mình bộ mạch lọc phân tần, lọc đường tiếng ha. Rồi ở đây là một cục đẩy công suất 2 kênh nè quý vị ha. Rồi ở trên này là thiết bị vang số chính hãng của DBA Coptis, mã số là S500P. Và cái trên cùng á là thiết bị đầu thu gồm cho mình với hai tay micro của Shiso. Thì riêng cái con vang số này thì Nhật Tây căn chỉnh rất là kỹ, chỉnh khoảng vài tiếng đồng hồ đó quý vị. Rồi sau đó sẽ hoàn thiện, và sau đó chúng ta chỉ có việc căn chỉnh và dùng trên remote. Khi ai đó có chỉnh nhầm hoặc bấm lộn cái gì đó thì chúng ta chỉ với thao tác một nút bấm thì dòng sản phẩm này sẽ quay lại cái hiện trạng ở ban đầu ha, rất là đơn giản thôi. Đây là hai tay micro của dòng sản phẩm này, mic sự kiện sóng xa ổn định. Và thật ra dòng sản phẩm này khách mua cũng đã gần 2 năm rồi, nhưng mà khách thì rất là kỹ nên là còn rất là mới quý vị. Hôm nay Nhật Tây sẵn tiện có đi set up lại cho ảnh, về ảnh đổi cái không gian cho nó chuẩn, thì sẵn có quay lại, nếu như quý vị nào có nhu cầu thì chúng ta cũng có thể là tham khảo ha. 2 năm mà nhìn còn mới keng sa beng luôn ha, hát rất là hay. Rồi ở đây thì hai loa full bass 30 nè quý vị nha. Loa full này á thì chúng ta có thể là tăng cường cái công suất cho loa, và khi đó chúng ta dùng để đãi đám tiệc này kia thì rất là lớn ha. Đó, nên là dòng sản phẩm này mà nếu mà kết hợp thêm hai loa full nữa thì nó được ví giống như là hổ mọc thêm cánh vậy quý vị nhé. Rồi, đây là dòng loa NT1002 full 30. Nếu quý vị nào có nhu cầu thì quý vị liên hệ để gặp Nhật Tây tư vấn chi tiết hơn cho mình nha. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe nhạc và test chất lượng âm thanh karaoke với Nhật Tây Audio. Đời em giờ như thuyền không bên, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biển trời, một ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ gợi phần cho ai, đời chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bên, thuyền mãi lênh đênh, em cô đơn như con thuyền ấy, nhận theo sóng thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn được đâu anh, mất nửa đời về ai. Hoa xưa ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca, ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà, trăng nước hiền hòa
bỏ người.